Những ngày gần đây, 14 hộ dân đang sinh sống tại khu ao cá thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Vô cùng lo lắng khi mà ngày 18 tháng 4 tới đây, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng mà không được bồi thường. Điều đáng nói trước đó vào năm 1996, các hộ gia đình đã ký hợp đồng thuê thầu của Ủy ban xã trong thời hạn 20 năm với nội dung người giao đất sẽ được nhà nước bảo vệ pháp luật, có quyền đầu tư, cải tạo để phát triển kinh tế, đặc biệt sẽ được đền bù 100% giá trị đã đầu tư. Năm 1996, Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt và Hợp tác xã Đồng Cao, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc thành phố Hà Nội, tiến hành đấu thầu cho thuê khu đất công ích khoảng 45 hecta ven đê sông Hồng, thuộc thôn Đông Cao để cho các hộ dân cải tạo, canh tác sản xuất nông nghiệp trong thời hạn 20 năm và được cấp sổ đỏ vào năm 2003 để vay vốn ngân hàng. Nội dung tại mục 3, hợp đồng các hộ dân ký với Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt khi có dự án lớn về đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, chủ thầu cũ sẽ được đền bù 100% giá trị đã đầu tư. Ngoài phần trên, còn được hưởng 50% số tiền đền bù của chủ dự án mới. Còn 50% tập thể hợp tác xã được hưởng. Nhiều gia đình đã đầu tư toàn bộ tài sản, nay đứng trước nguy cơ trắng tay. Nhà tôi là ba thế đang sinh sống ở đất này là 27 năm rồi thực ra là không có một tí đất nào để ở đâu cả bây giờ mà ủy ban nhân huyện ủy ban xã mà cưỡng chế tôi thì tôi không biết trông ở đâu mà ở đâu được đặc biệt tại mục 4 phần 2 của hợp đồng có nêu khi hết hạn hợp đồng về đất đai hai bên sẽ căn cứ vào luật đất đai để thực hiện tuy nhiên ngày 27 tháng 2 năm 2009 ủy ban nhân dân huyện mê linh thành phố hà nội ban hành các quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân đến thời điểm sắp hết hạn hợp đồng cho thuê đất vào năm 2016, các hộ đã hai lần viết đơn xin gia hạn hợp đồng thuê đất để được tiếp tục canh tác trồng trọt, chăn nuôi nhưng không nhận được phản hồi từ chính quyền địa phương. Từ khi chúng tôi làm đơn là không trả lời cho chúng tôi biết là là có thanh lý hợp đồng hay có gia hạn hay không đến 2017 thì ủy ban nhân dân nhân xã là yêu cầu tự tức là gọi chúng tôi xuống là bảo là đơn phương, đơn phương thanh lý hợp đồng đến bây giờ chúng tôi là vẫn chưa mua được đất để, để ở đấy với cái gia đình chúng tôi vẫn sinh sống tại đây nếu bây giờ mà ủy ban nhân dân xã bị ủy ban nhân dân huyện mà thu hồi không chi trả bất cứ cái, 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 cái đồng nào cho chúng tôi thì cuộc sống chúng tôi đã quá khó khăn chúng tôi không biết là đi đâu về đâu nữa Tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Trắng Việt ra thông báo thanh lý hợp đồng thầu đất mà không nhắc đến quyền lợi của các hộ dân đã bỏ công sức 20 năm qua. Đặc biệt, huyện Mê Linh khẳng định xã Trắng Việt cho thuê đất công ích 20 năm là sai nên xã không có căn cứ để bồi thường cho người dân sau khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên theo các luật sư, đến nay hợp đồng trên cũng chưa bị một cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tuyên hủy bỏ vô hiệu. Đây là một giao dịch dân sự nên được phải sự thống nhất của hai phía. Nếu như một trong hai phía mà không thống nhất nhau được, thì có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết rất điểm. Nhưng phía ủy ban thì luôn tục đưa ra những cái thông báo yêu cầu bà con di rời tài sản, công trình ra khỏi đất để bàn giao lại đất cho phía ủy ban, nhưng không thanh toán, không xem xét đến cái quyền lợi của bà con. Dự kiến ngày 18 tháng 4 tới đây, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình tại khu vực này. Tuy nhiên, theo các hộ dân, điều này là chưa thấu tình đạt lý. Đặc biệt trước đó, nhiều gia đình đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như huyện Mê Linh tặng bằng khen về thành tích phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phóng viên VTC1 sẽ liên hệ Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh để làm rõ các nội dung liên quan.